Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trước khi vào buổi thuyết giảng, tất cả chúng con hướng vọng thành kính đảnh lễ Đức Hòa Thượng Thượng Chân Hạ Tín, Tông trưởng Tông Phong Hoằng Pháp, cũng như thành kính tri ân đến Đại Đức trụ trì cùng Chư Tôn Đức Tăng trong ban tổ chức khóa tu Phật Thất lần này đã tạo duyên lành cho tất cả chúng con được trở về thuyết giảng Phật Pháp đến tất cả quý Phật tử. Và kính thưa tất cả quý Phật tử, trong buổi chia sẻ Pháp thoại sáng hôm nay, chia sẻ đến tất cả quý vị với chủ đề Niệm Phật đường về bình an. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa tất cả quý Phật tử, chúng ta tu theo Phật, và đặc biệt trong khóa tu này là khóa tu Phật Thất, là niệm Phật 7 ngày, thì chúng ta đang tu pháp niệm Phật thì mình cần phải nắm rõ cái pháp mình đang tu. Nắm rõ đó, hiểu rõ, hiểu đúng thì mình mới tu đúng. Mà tu đúng thì mới có cái kết quả tốt đẹp. Như vậy, tất cả chúng ta tu niệm Phật, mà ở đây khẳng định niệm Phật đường về bình an. Như vậy, bình an ở chỗ nào? Thì tất cả chúng ta cần phải thấy rõ qua những lời dạy của tất cả các bậc cao tăng đại đức tổ sư đã tu chứng qua pháp môn niệm Phật. Mà nhắc quý vị, bình an đây không phải là mình trốn, mình bỏ chạy khi mà đối diện với cảnh trái ý nghịch lòng, hoặc là đối diện với những giông bão trong cuộc đời. Mà bình an là gì? Là mình đối diện với nó nhưng mà tâm của mình vẫn luôn bình an, đúng không? Cái đó mới là cái thiết yếu. Chúng ta không trốn cảnh, không bỏ chạy, sẵn sàng đối diện, sẵn sàng chấp nhận. Nhưng mà mình là người con Phật, người có công phu niệm Phật, thì đối diện nhưng mà tâm vẫn gì? Chánh niệm niệm Phật. Mà nhờ cái chánh niệm niệm Phật đó mới được cái bình an chân thật, đúng không quý Phật tử? À. Mà đối với pháp môn niệm Phật thì Đại sư Tông Bổn trong Tây Phương Bách Vịnh, Ngài có ca ngợi: đạo lớn Tây Phương lý rộng sâu, công đức vô biên dễ biết đâu, nào phải Thích Tôn riêng chỉ lối, chư Phật đều khen pháp nhiệm màu. Đó, thì pháp môn niệm Phật, Đại sư Tông Bổn khẳng định đạo lớn là con đường lớn. Mà tại sao gọi là con đường lớn? Con đường Tây Phương này thánh phàm đều cùng về hết. Các bậc thánh, chẳng hạn như kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện, là thuộc hệ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm đó, thì trong đây đều là những bậc Đại Bồ Tát. Mà Đại Bồ Tát trong Hoa Nghiêm Hải Hội đó đều có cái phát nguyện gì? Sanh về cõi Cực Lạc, đúng không quý vị? Cho đến hạng phàm ngu cực ác, như trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói, cũng gì? Bước đường về Tây Phương. Cho nên con đường Tây Phương này gọi là con đường lớn, là do đâu? Thánh phàm cùng nương về. Các Đại Bồ Tát còn nương về, mình phàm phu có cần nương về không quý vị? Cần không? Rất là cần. Đó.
Mà con đường lớn này lý nó rộng sâu nữa, chứ không phải cạn cợt như một số người đứng bên ngoài nhìn vô thấy niệm Phật, rồi ông bà cụ cũng niệm Phật, cái nói pháp môn này dành cho ông già bà lão tu, phải không? Chứ người trẻ hoài hùng phải tu những pháp môn khác, đúng không quý vị? Hoặc nhận lầm nói tu niệm Phật nguyện về cực lạc là tu chờ chết thôi đó. Mà ở đây Ngài Tông Bổ Ngài khẳng định lý rộng sâu đó. Chẳng hạn như chúng ta thấy trong Kinh A-di-đà, Đức Phật có nói cái công phu cao tột của người niệm Phật là ở bốn cái chữ gì? Nhất tâm bất loạn, đúng không quý vị? Mà nhất tâm bất loạn thì chính là gì? Chánh định, đúng không? Mà tâm bất loạn này đồng với bên thiền gọi là thiền định, đúng không? Thì hiểu được chỗ này thì chúng ta thấy thiền và tịnh không còn cãi lộn nhau nữa. Tu pháp môn thiền cũng phải được tâm bất động, an định, sạch vọng tưởng phiền não. Tu niệm Phật cũng đạt đến cái chỗ cao tột là gì? Nhất tâm bất loạn, phải không? Cái phương tiện khác mà cái chỗ trở về có khác không? Không khác, phải không? Cái chỗ trở về giống như nhau thì chúng ta thấy rõ ràng bên thiền hoặc tịnh hoặc mật, phương tiện tùy căn cơ có sai khác, nhưng mà cái chỗ tột cùng rốt ráo đều trở về cái tâm thanh tịnh sáng suốt hoàn toàn nơi mọi chúng ta. Mà hiểu được chỗ này rồi thì lên mạng lên đồ đừng có cãi nhau nữa, phải không? Ai cũng cho mình hay hết, rồi chê người khác tu dở, người đó tu không đúng, rồi thành ra cãi lộn hoài, phải không quý vị? Mà chúng ta cãi nhau như vậy, mình nhìn kỹ làm Phật giáo thịnh hay không thịnh, gây hoang mang cho người này người kia, đúng không? Mà vô thường nó có đợi mình không? Không có đợi mình. Mới đón Tết đó, bây giờ gần tới lễ Phật đản nữa rồi, đúng không quý vị? Thời gian qua mau không? Qua mau lắm. Mình hiểu Phật Pháp ráng lo tu, mình tu pháp môn nào mình cố gắng tu cho đúng, rồi đem cái đó ra dạy người khác. Đừng có thôi cãi qua cãi lại. Bây giờ thôi mấy quý vị thấy đủ thứ hết. Cho nên tất cả chúng ta lưu ý cái đó để mình tránh đi những cái hí luận không tốt. Ngài giải tiếp: công đức vô biên dễ biết đâu, khó có người nhận biết được cái công đức rộng lớn của pháp môn niệm Phật, của con đường lớn Tây Phương này. Mà con đường lớn Tây Phương này nào phải Thích Tôn riêng chỉ lối, chư Phật đều khen pháp nhiệm màu. Trong Kinh Di Đà đó, mười phương chư Phật, mà trong đó nói là sáu phương, đúng không? Mà sáu phương thì trong mỗi phương đều có vô lượng chư Phật khen Kinh A Di Đà là gì? Công đức không thể nghĩ bàn, đúng không quý vị? Đó, chư Phật khen đây là pháp nhiệm màu thì quý vị thấy không phải là lời khen suông, đúng không? Mà pháp môn này, pháp tu này do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói là con đường đem lại cái lợi lạc rộng lớn cho tất cả chúng ta cũng như tất cả chúng sanh. Như vậy thì người tu niệm Phật ai cũng nguyện mãn thân này được Phật A Di Đà cùng thánh chúng tiếp dẫn sanh về cõi cực lạc để thành Phật độ chúng sanh, đúng không quý vị? Đó là cái nguyện chủ yếu của người tu tịnh độ. Nhưng mà ngay trong lúc này, ngay trong cuộc sống này,
người tu niệm Phật được cái lợi lạc gì? Đúng không quý vị? Đó, được cái niềm vui gì? Thì tất cả chúng ta phải tìm hiểu cho kỹ, rồi cố gắng thực hành, để ngay lúc này mình được an lạc là cái nhân, rồi mới được gì? Chính phẩm hoa sen nơi cõi cực lạc là cái quả. Đúng không quý vị? Còn tu niệm Phật bao nhiêu năm mà quả quá quả thì có phải làm trò cười không? Phải không quý vị? À, tu bao nhiêu năm mà ghét người này ghét người nọ, thâm căn cố đế, thì tu vậy người ta cười hay người ta khen mình? Người ta cười mình. Đúng không quý vị? Cho nên niệm Phật phải được bình an ngay trong cuộc sống này. Đó. Mà muốn được như vậy thì ở đây Đại sư Tuân Thức Ngài có dạy trong Vãng Sanh Tịnh Độ Quyết Nghi Hạnh Nguyện Nhị Môn như sau. Ngài nói: phàm xử lý việc công hay tư, có nhiều việc để làm, tuy vội vàng mà trong lòng chẳng quên Phật và nhớ tịnh độ. Ví như người đời có việc cấp thiết trong lòng, dù nói năng đi lại, ngồi nằm, nhưng vẫn âm thầm nghĩ nhớ việc ấy rất rõ ràng. Tâm của người niệm Phật cũng phải như thế. Nếu như lãng quên thì phải luôn luôn thâu nhiếp trở lại, lâu dần thành thói quen, tự nhiên thường nhớ. Đó. Ở đây quý vị tu niệm Phật phải nhớ rõ cái này. Chúng ta ở ngoài đời ai cũng có công việc hết, đúng không quý vị? Cho nên phải tròn bổn phận của mình. Bổn phận làm cha, làm mẹ, làm chồng, làm vợ, làm anh, làm em, rỡ một đất nước thì phải làm tròn bổn phận của một người dân ở đất nước đó, đúng không quý vị? Như vậy thì đều có công việc, thậm chí còn nhiều việc để làm nữa, phải không quý vị? Cho nên quý vị lưu ý, không phải mình tu niệm Phật rồi mình bỏ hết tất cả mọi bổn phận công việc, ngồi niệm Phật hoài, thì quý vị thấy làm sao? Chắc thôi con cái đôi mèo, vợ chồng chắc cự lộn nhau luôn, đúng không quý vị? Mình tu làm sao mà trong nhà của mình trong ấm ngoài êm, mình tu niệm Phật làm sao sớm giềng bình yên, đúng không quý vị? Mình tu niệm Phật rồi làm cho đất nước được gì? Ngày càng thái bình hưng thịnh, đúng không quý vị? Mình tu niệm Phật vào chùa, chùa thành cõi cực lạc, đúng không quý Phật tử? Đó. Cho nên ở đây có một số vị nghe cái câu buông bỏ muôn duyên á, một lòng niệm Phật, cái thôi ham thích quá, về bỏ đi làm luôn. Tôi bỏ muôn duyên mà tôi ngồi tôi niệm Phật, gọi là quyết tử đó, đúng không quý vị? Cái đó thì dành cho cái trường hợp khác. Còn mình ở tại gia thì phải tròn cái bổn phận trách nhiệm, phải không quý vị? Quý vị xuyên niệm Phật quá mà ông chồng ông đi làm về không có cơm ăn thì trong nhà yên nổi không? Coi chừng chén bát nó bay ra đường, phải không quý vị? Coi chừng sâu chuỗi của mình ông cũng quậy luôn, phải không quý vị? Đó. Rồi ông chồng xuyên niệm Phật quá, tới giờ con cái đi học cũng không chịu giúp chở đi,
Rồi gì nữa, không lo đi làm kiếm tiền để mà phát triển kinh tế gia đình. Chừng đó gia đình chắc thôi đi ra đường ở. Phải không quý vị? Đức Phật có cõi cực lạc trang nghiêm đẹp như vậy, thù thắng như vậy, thì người tu niệm Phật cũng phải có cái cõi cực lạc riêng của mình, cũng bình yên, cũng tốt đẹp, cũng trang nghiêm. Đó là gia đình của mình, đúng không quý vị? Rồi các thầy trong chùa, các sư cô trong chùa cũng có cõi cực lạc bình yên. Đó là tự viện của mình, đúng không quý vị? Rồi một đất nước cũng vậy, người hiền, người thiện, người đạo đức nhiều thì đất nước đó thanh bình, an lạc, đúng không quý vị? Cho nên quý Phật tử phải hiểu cái chỗ này đó. Mình ham tu nhưng mà không quên bổn phận trong gia đình đó. Mình ham tu nhưng mà không quên bổn phận của một người dân trong một đất nước. Gia đình hưng thịnh thì đất nước theo đó cũng hưng thịnh, đúng không quý vị? Mà đất nước hưng thịnh thì chùa viện cũng sao, cũng bình yên để mọi người được tu, đúng không quý vị? Chứ không phải tu rồi nghèo mạt. Nhớ như vậy, càng tu càng phải tăng trưởng cái phước đức, càng tu càng phải tăng trưởng công đức, đúng chưa quý vị? Đó là cái đầu tiên nhắc tất cả quý vị. Tuy mình có nhiều việc để làm lắm, nhưng mà Ngài tuân thức, Ngài dạy mình, tuy trong vội vàng mà trong lòng chẳng quên Phật và nhớ tịnh độ. Quý vị thấy then chốt không? Có một cái bài hát mà lúc đầu khóa tu Phật Thất ở chùa Hoằng Pháp mở ra, có một cái bài khi đi cũng niệm Di Đà đó, rồi cho đến cái câu cuối á, dù cho việc gấp như tên mà cái việc niệm Phật á, vẫn không quên trong lòng đó. Đi cũng niệm Phật, ngồi cũng niệm Phật, nằm nghỉ cũng niệm Phật, rồi lúc ăn cũng nhớ Phật niệm Phật, dù cho việc gấp như tên mà Di Đà sáu chữ trong lòng chẳng quên. Mà quý Phật tử thấy rõ cái pháp môn niệm Phật này đặc biệt ở cái chỗ dễ tu, đúng không quý vị? Nó đơn giản vô cùng, từ ngữ không quá rườm rà, có sáu chữ gì? Nam Mô A Di Đà Phật. Dễ nhớ không quý vị? Người lớn tuổi có nhớ Nam Mô A Di Đà Phật không? Nhớ được không? Nhớ được. Người trẻ tuổi nhớ được sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật không? Nhớ được. Mọi tầng lớp, mọi giới đều nhớ nổi sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Dễ tu là một. Cái thứ hai, dễ thực hành. Dễ thực hành là sao? Giống như Đại sư Tuân Thức nói, trong tất cả mọi việc, dù cái việc vội vàng mà trong lòng mình chẳng quên Phật. Đó, chẳng hạn quý vị đang bận rộn nấu cơm, vừa nấu cơm Nam Mô A Di Đà Phật được không quý vị? Được, đúng không quý Phật tử? Rồi đang bận lau nhà, đang bận quét chùa, vừa quét chùa vừa lau nhà, niệm Phật được không? Vẫn niệm Phật được, đúng chưa quý vị? Rồi xuống nhà bếp rửa một đống chén khổng lồ, vừa rửa chén vừa mót Nam Mô A Di Đà Phật được không? À, vẫn được. Cho nên Đại sư Tuân Thức răn nhắc mình, dù cái việc nhiều đến đâu, vội vàng, nhưng mà trong lòng chẳng quên Phật và nhớ tịnh độ. Đó. Cho nên quý vị làm việc gì trong một ngày, Thầy mong rằng
Việc gì thì việc, nhưng mà đừng quên sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Chịu không quý vị? Hòa Thượng Giảng Đức Ngài có dạy tu mót, gặp việc, làm việc, rảnh việc, nhớ Phật, niệm Phật. Đúng không? Có nhiều người nói, thưa Thầy con bận lắm, con không có thời gian tu. Thầy hỏi, bận có lúc rảnh không? Bận cũng phải có lúc rảnh, phải không? Chỉ cần đừng có khi rảnh mà bấm điện thoại. Đúng không quý vị? Chỉ cần bớt thời gian lên xem tivi một chút, phải không? Quý vị nghiệm lại, lướt điện thoại mấy tiếng đồng hồ, nhiều khi mình lên đó nó dẫn mình đi phân phân, hết coi cái này tới coi cái khác, không biết mệt. Đúng không quý vị? Mà tại sao mình không có thời gian niệm Phật được nhiều bằng thời gian mình lướt điện thoại? Đúng không quý vị? Đôi khi chúng ta tự kiểm soát mình, rồi tự trách mình. Thời gian mình niệm Phật được nhiều, hay là thời gian mình đang bị cảnh trần nó lôi cuốn mình nhiều? Đúng không? Thời nay tu mà xa cái điện thoại một chút là thương nó dữ lắm, phải không quý vị? Tới chừng mà được trả điện thoại đó là mừng không? Mừng vô cùng, phải không? Lật đật mở ra xem có ai gọi cho mình hay không, phải không? Cho nên có lần nói đùa với quý vị, cả đời mình gắn cái điện thoại, coi chừng mới mốt tắt thở điện thoại nó tiếp dẫn mình là mệt đó. Đúng không quý vị? Chừng đó không nhớ Nam Mô Di Đà Phật, nhớ iPhone không à, thì có nguy hiểm không? À, nguy hiểm lắm đó. Cho nên quý vị nhớ rằng làm việc gì cũng phải nhớ, đừng có quên Phật và đừng quên tịnh độ. Đôi khi mình tu mà việc này việc nọ nó xô tới, một ngày không nhớ nổi một câu Nam Mô A Di Đà Phật thì cái đó nguy không quý vị? Đó. Quên Phật, mà quên Phật là quên cái giác, quên cái tỉnh. Mà quên cái giác, quên cái tỉnh thì cái mê làm phiền não nó dấy khởi mạnh trong lòng của mình. Đúng không? Quý vị thấy nhiều vị làm việc càng nhiều thì phiền não nó sao? Nó càng tăng. Đúng không quý vị? Chẳng hạn như khóa tu này đông, việc nhiều, cho nên mình cũng gì dễ nổi quạo. Đúng không quý vị? Nhất là phụ với bếp đó. Đó. Nhưng mà chúng ta làm dù có cực mà làm trong như Ngài Tuân Thức nói, trong lòng chẳng quên Phật. Mà nhờ cái làm mà trong lòng có Phật, có cái chánh niệm niệm Phật đó, thì Ngài nói là cái thói quen này lâu dần nó mạnh mẽ, tự nhiên mình thường nhớ niệm Phật. Mà thường nhớ niệm Phật rồi thì quý vị buông được cái bực bội, buông được cái quạo quọ, buông được cái gì? Phiền não trong tâm của mình. Đúng không quý vị? Quý vị thường tập niệm Phật cho đến khi Ngài nói có việc cấp thiết trong lòng, dù nói năng, đi lại, ngồi nằm, vẫn âm thầm nhớ nghĩ việc ấy rất rõ ràng. Đó. Khi mình có một cái việc gì quan trọng trong một ngày đó, chẳng hạn quý vị quên cái chìa khóa tiền đi, thì quý vị thấy trong lòng mình lúc nào cũng nhớ gì? Chìa khóa để đâu rồi? Đúng không quý vị? Nhiều khi ngồi đây mà cái tâm nó chạy theo cái chìa khóa,
là nó không có gì rời đi ở trong tâm của mình. Nó vẫn khởi nghĩ cái đó rất là rõ ràng. Đúng chưa quý vị? Mà nhiều khi mình đang công phu niệm Phật đó, miệng thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà trong tâm nó vẫn nhớ cái gì? Nhớ tìm cái chìa khóa đâu rồi. Đúng chưa quý vị? Thì chỗ này Ngài nói giống như cái người có việc cấp thiết á, thì dù làm gì, nói năng, đi lại, ngồi nằm, nhưng vẫn nghĩ nhớ việc đó rất là rõ ràng. Thì cũng như vậy, tâm người niệm Phật cũng như thế. Nếu lãng quên thì phải luôn luôn thâu nhiếp trở lại, lâu dần thành thói quen, tự nhiên thường nhớ. Đó, quý vị thấy quan trọng không? Thì ở chỗ này chúng ta mới thấy rõ tại sao khi vào chùa tu Phật thất, quý hòa thượng không cho mình bỏ thời khóa. Vì chính cái thời khóa này nó nuôi dưỡng cái thói quen niệm Phật của mình được mạnh dần lên. Mà chính nhờ cái thời khóa này, đến giờ là phải tu, thì mình chiến thắng được cái tâm gì quý vị? Cái tâm lười biếng giải đãi, phải không? Mà cái lười biếng giải đãi này quý vị có hay không? Nhiều hay ít? Nghe buồn quá vậy. Ai cũng có cái lười biếng, cái giải đãi. Cho nên Phật tổ hay khéo vô cùng trị cái tâm lười biếng giải đãi của mình bằng cái thời khóa ở trong tự viện, được không? Đến giờ là phải tu. Thậm chí mấy chú xuất gia mà trốn cái thời công phu còn phải bị phạt quỳ hương, đúng không quý vị? Mà phạt đó là để trị cái gì? Trị cái tâm lười biếng giải đãi, phải không? Nhất là trong cái mùa an cư kiết hạ đó, là vừa cái mùa tinh tấn tu của Tăng Ni, mà cũng là cái mùa rèn luyện Tăng Ni. Có đang nhớ hồi đó nhập hạ, chú nào thầy nào mà bỏ cái giờ công phu sáng 4 giờ sáng đó, cái giờ đó là cái giờ tuổi trẻ dễ mê ngủ, đúng không quý vị? Mà trốn cái giờ đó mà thầy vẫn chúng mà bắt được, thì cái giờ trai đường sáng là ăn cháo, thì vị thầy nào bỏ cái công phu sáng phải quỳ sám hối trước trai đường. Đó, quỳ sám hối đó, chừng nào đại chúng ăn sáng xong thì mới được dùng. Đó, quý vị thấy, mình nhìn thì thấy sao mà nghiêm, nghiêm khắc. Nhưng mà nhờ cái nghiêm khắc răn dạy đó, mình mới trở thành người tu tinh tấn, đúng không quý vị? Còn thương quá thôi ngủ cho ngủ luôn, thì mình tinh tấn hay tuột lùi? À, tuột lùi, phải không? Cho nên quý vị vô tu mà bị rầy, bị la, bị nhắc, thì làm ơn cảm ơn thầy quản chúng dùm quý thầy, phải không? Nhờ quý thầy la con, răng con, dạy con, mà bây giờ mình mới tròn đầy 7 ngày tinh tấn xứng đáng niệm Phật, phải không? Còn không la không rầy, thấy quý vị ngủ làm lơ đi luôn, thì quý vị vô đây tu hay là vô đây ngủ? Chắc coi chừng vô đây ngủ không thì uổng 7 ngày, đúng không quý vị? Đó, 7 ngày này là 7 ngày quý vô cùng. À, quý vị phải hiểu rõ tại sao quý vô cùng. 7 ngày này giống như mình đang ở thế giới cực lạc, hết lo không còn dầu ăn, hết lo không còn ga, phải không? Hết lo đưa con đi học, đưa cháu đi học, có phải không quý vị? Vô đây được nhà bếp nấu ăn 3 bữa, được quý thầy sắp xếp chỗ ngủ đàng hoàng, được một ngày 4-5 thời công phu niệm Phật, hạnh phúc không quý vị? À, hạnh phúc quá rồi, đúng không?
hạnh phúc lớn như vậy thì mình phải tranh thủ mình tu, đừng có bỏ qua. Về nhà ngồi yên được một giờ đồng hồ niệm Phật dễ hay khó? Không những khó mà rất khó. Lớp nào tiếng tivi, rồi nhà bên cạnh nó hát karaoke ôm sòm hết. Rồi con cháu lâu lâu nó kêu bà ơi, má ơi, mẹ ơi, đủ thứ hết, đúng không quý vị? Làm sao trôi tròn một giờ tu được? Cho nên vô đây tu Phật thất giống như mình đang ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, tạm gọi vậy, phải không? Mà vô đây rồi thì tu cho nó tròn, tu cho nó tinh tấn, tu cho nó thành cái thói quen niệm Phật á. Để từ đây về nhà thì cái thói quen niệm Phật này nó còn mạnh mẽ trong tâm mình. Làm sao quý vị niệm Phật mà mong tới cái ngày được về chùa tu đó, thì đó là cái căn lành của mình nó còn mạnh. Còn nếu mà để cho cái bụi trần nó che lấp, không còn nhớ con đường về chùa để gần tăng ni, để gần bạn đạo tu nữa, thì cái đó nguy hiểm không quý vị? Nguy hiểm lắm. Nhiều người nói tu ở trong chùa đông quá phiền phức, nhưng mà thật sự cái chỗ đông như vậy mới biết mình có tu hay không đó. Còn quý vị tu ở nhà một mình không ai đụng tới hết, buồn vui lẫn lộn, vui thì tu, buồn thì nằm ngủ, phải không? Không ai rầy ai la. Vô đây tới giờ tu mà nằm ngủ thì thấy kỳ không? Ai có bảo tràng lên niệm Phật hết rồi mình còn ngủ hoài thì thôi mắc cỡ, cho nên cũng mặc áo tràng đi tu đó. Nhờ huynh đệ đồng tu thúc đẩy mình tinh tấn, rồi vô đây nhờ mấy người kỳ cục đó, phải không, mới biết mình niệm Phật tới đâu, phải không quý vị? Quý vị đừng sợ mấy người kỳ cục, quý vị phải noi gương Bồ Tát Thường Bất Khinh, phải không? Thấy mấy người kỳ cục đó, Bồ Tát Thường Bất Khinh đều nói tôi kính quý ngài, quý ngài đều sẽ thành Phật, phải không? Mình thì nói tôi kính quý ngài, nhờ quý ngài tôi biết tôi tu tới đâu. Một mình á, mới đầu thì cũng tinh tấn lắm, lâu dần rồi thôi, đôi khi bỏ tu hồi nào không hay, mà lâu dần rồi thôi biến mất luôn, không thấy mặt mày nữa. Đâu được quý thầy quý cô răng nhắc, đâu được bạn đạo đốc thúc, đúng không quý vị? Đó, thì nói như vậy để cho tất cả quý Phật tử thấy rõ, niệm Phật phải thành cái thói quen. Nhớ như vậy, mình ngồi trên xe mình cũng nhớ niệm Phật, rồi mình làm việc mình cũng nhớ niệm Phật, lúc rảnh rang càng mót niệm Phật, đừng làm ông Tám bà Tám, đúng không quý vị? Thường thường mình rảnh mình hay làm ông Tám bà Tám, phải không? Qua chỗ này chỗ kia mình ngồi nói chuyện, thậm chí vô đạo tràng rồi rảnh cũng qua nói chuyện nữa, đúng không quý vị? Đó, thôi bớt cái nói chuyện đó, tập cái thói quen niệm Phật, đúng không? Quý vị nào thường ghiền cà phê đó thì thầy nói niệm Phật phải như ghiền cà phê, bỏ không được. Đi đâu cũng xách cái túi cà phê theo, dù đạo tràng cấm mà len lén cũng quậy để uống. Quý vị thấy nó ghiền mạnh không? Cái thói quen nó mạnh cỡ đó. Không biết nó có hình tướng gì mà nó lôi cái thân này 5-60 kg chạy đi tìm cà phê để uống. Rồi tìm để uống không phải rình ông thầy quản chúng, ông bắt được thì cũng mệt, phải không quý vị? Đó, đó là cái thói quen quý vị, gọi là cái nghiệp á, nó mạnh, nó lôi, nó dẫn mình. Thì mình tu mình cũng tập cái thói quen niệm Phật cho nó mạnh. Thiếu nó chịu không được, một ngày thiếu cà phê chịu không được, và đổi thành một ngày thiếu niệm Phật không được, chịu không quý vị?
đổi qua giống như úp ngửa bàn tay, ghiền cà phê là đây, ghiền niệm Phật là đây. Chuyển hóa là như vậy quý vị. Chuyển cái thói quen này thành cái thói quen tốt đẹp hơn, đó là tu đó. Mà muốn được như vậy thì phải siêng năng, phải bền chí, phải quyết tâm, chứ không thể nào lơ lơ là làm mà được. Quyết tâm cao độ. Ngài nói tiếp, Kinh Lăng Nghiêm nói, nếu tâm chúng sanh nhớ Phật, niệm Phật, hiện tại tương lai nhất định thấy Phật, cách Phật không xa, chẳng nhờ phương tiện tự tâm được khai ngộ. Đó, chúng sanh trong tâm nhớ Phật, niệm Phật, đó thì sao? Hiện tại hoặc tương lai nhất định thấy Phật, cách Phật không xa. Đó. Vậy thì quý vị có mừng không? Quý vị sớm muộn gì cũng thấy Phật Di Đà hết. Nếu mà trong tâm quý Phật tử nhớ Phật, niệm Phật, đúng không quý vị? Đó, người xưa nói đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, phải không? Hữu duyên thì gặp gỡ. Thì trong tâm mình nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, đúng không? Thì tương ưng với bản nguyện của Đức Phật A Di Đà, thì hiện tại hoặc tương lai nhất định chúng ta thấy Phật. Mà thấy Phật rồi thì ở đây Ngài khẳng định cách Phật không xa nữa. Đó, gần Phật Di Đà khỏe không quý vị? Khỏe không quý vị? À, khỏe vô cùng. Đó, giờ hỏi lại quý vị, lúc tắt thở chịu gặp Diêm Vương hay chịu gặp Phật Di Đà? Ai cũng nói gặp Phật Di Đà khỏe hơn, đúng không? Gặp ông kia có bộ sợ quá, đúng không quý vị? Thì bây giờ muốn gặp Phật Di Đà thì bây giờ phải làm sao? Phải niệm Phật, phải hơn. Mà gọi là chạy đua niệm Phật nữa. Tại sao gọi là chạy đua? Ngồi đây ai cũng hơn nửa đời người rồi, đúng không quý vị? Mà hơn nửa đời người có phải chạy đua niệm Phật không? Chứ phải niệm Phật là tà mà kịp vô thường nữa, đúng không quý vị? Bây giờ phải nhanh chân gấp rút, đừng có hẹn nay con tu, hẹn mốt con tu, chứ chừng cái ổng tới cái trở tay không kịp, uổng một đời làm người, gặp được Phật Pháp lắm quý vị. Tới chỗ này Ngài khẳng định, buộc tâm như thế, tự nhiên ngăn chặn tất cả niệm ác. Dù muốn làm ác, nhưng do nhớ Phật, nên việc ác không thể thành. Chỗ này quan trọng vô cùng. Phải đăng ví dụ, gần nhất ở trong chùa, mình còn phàm phu, đang tu, cho nên chắc chắn ít nhiều cũng còn cái tâm thương người này, ghét người nọ, đúng không quý vị? Mình chưa thành thánh, cũng còn nó chút chút. Chẳng hạn có một bạn đạo mà tối ngày cứ liếc mình, xéo sắc với mình, bực mình không quý vị? Tôi chưa chứng thánh cho nên tôi cũng bực á, phải không quý vị? Nhiều khi thấy bà đó đi đằng kia đằng này thôi mình tránh, hoặc là thấy đi đằng kia ở đây cái giận nó trào lên, trào lên khó thở, phải không quý vị? Rồi bữa nào mà đi chùa thấy thầy trụ trì cho quà, cho vật tặng cái cô đó nhiều hơn mình là cũng thấy buồn buồn tủi tủi rồi, có không quý Phật tử? Đó, nếu mà ngay chỗ này chúng ta không có niệm Phật thì mình sẽ bị những cái tâm niệm xấu ác nó làm chủ mình. Mà làm chủ mình á thì mình an hay bất an? À, mình bất an. Thậm chí tuy là bạn đạo mà không khéo điều phục phiền não
thì dễ trở thành gay gắt với nhau. Thậm chí gì, không muốn nhìn mặt nhau. Thậm chí có những người nói những câu nghe không vui chút xíu nào. Có bà đó đừng có tôi. Có không quý vị? Ở trong một đạo tràng á, mà không khéo tu, đôi khi cũng muốn làm quyền làm hành. Có người đó là nhất định không có tôi. Mà ai cũng vậy hết thì chùa chiền bình yên nổi không? À, không bình yên nổi. Mà muốn điều phục cái này đó, mà nhờ cái niệm Phật đó quý vị, nhớ Phật, niệm Phật thường xuyên á, thì Ngài nói tự nhiên ngăn chặn tất cả niệm ác. À, quý vị thấy bình an là ở chỗ này. Chúng ta có niệm Phật mỗi ngày, có thực hành công phu mỗi ngày, thì cái sức mạnh của những tâm niệm ác nó sẽ yếu đi, nó sẽ giảm đi, nó sẽ thưa dần đi. Nhờ cái công phu này mà khi đối diện với những cái cảnh trái ý nghịch lòng đó, thì mình dễ dàng làm chủ được những tâm niệm chưa tốt. Quý vị tu hành, quý vị sẽ thấy rõ cái này. Thay vì mình giận người đó, mình ghét người đó, mình hờn người đó, mình không ưa người đó, mà nhờ cái công phu niệm Phật đó, mình dễ dàng gì? Buông bỏ được. Đúng không quý vị? Cho nên quý vị lưu ý, nếu quý vị tu mà gặp những cái chuyện không vừa lòng, mà không làm chủ được những cái tâm niệm bất thiện, là chúng ta phải gì? Càng tu hơn, càng hổ thẹn hơn. Hổ thẹn như thế nào? Sức tu của mình còn quá yếu. Đúng không quý vị? Mình không chuyển hóa nổi những cái dở, cái xấu trong tâm của mình. Mà mình tu tốt thì làm gì? Mình sẽ làm chủ được nó. Mình sẽ nhận biết sớm được trong tâm mình đang khởi cái gì? Khởi cái tốt, cái thiện, hay khởi cái xấu, cái bất thiện. Quý vị giận ai quý vị biết không? Biết mình đang giận không? Quý vị đang trách người nào quý vị biết mình đang trách không? Biết. Quý vị đang không muốn gặp mặt người đó quý vị biết không? Quý vị đang nói gì? Có tôi không có bà đó quý vị biết không? Biết dư thường. Cái biết đó chính là cái tâm tỉnh giác của mình. Còn đến lúc mà nó khởi lên mà không biết được thì lúc này đang mờ tối hay đang tỉnh? À, đang mờ tối. Cho nên quý vị thấy mình tu niệm Phật giống như cái ly nước nó đứng yên. Cái ly nước quý vị thấy đứng yên, ly thủy tinh, thì khi ly nước đứng yên đó, mình nhìn thấy rõ những cái hạt nước li ti, cái tim sôi trong nước. Đúng chưa quý vị? Mà ly nước được đứng yên đó, có bụi dơ, bụi bẩn, mình nhìn biết rất rõ. Cho nên nhiều vị tu niệm Phật hốt hoảng: bạch thầy, sao con càng niệm Phật con càng bị vọng tưởng, con càng niệm Phật con càng thấy loạn động. Đừng sợ quý vị, mà mình phải mừng nữa. Mừng như thế nào? Nhờ niệm Phật biết mình đang còn vọng tưởng, nhờ niệm Phật biết mình đang còn cái dở này, phải cố gắng tiến lên. Còn không nhờ niệm Phật, nó loạn động cũng không biết, nó giận cũng chạy theo nó, nó buồn chạy theo nó, nó thương người nào, nó vui cái gì đó chạy theo nó 100%. Như vậy thì quý vị thấy niệm Phật có phải bình an cho chính mình không? Có phải không quý vị? Chính là cái chỗ dần dần chúng ta làm chủ được phiền não. Thầy nói dần dần nha, chứ không phải mà niệm Phật nó làm chủ được liền. Dần dần, nhờ cái lâu ngày, dài tháng, nhiều năm, thì cái sức chánh niệm nó mạnh lên. Cái sức chánh niệm nó mạnh rồi á, thì cái phiền não nè, nó sẽ tự nó yếu dần đi. Cho nên quý vị tu niệm Phật, hồi đó đông người mình thấy vui,
vắng người mình thấy buồn, mà mình miệt mài công phu một thời gian dài, lúc vắng người mình cũng bình yên, lúc đông người mình cũng bình yên. Đúng không quý vị? Cho nên quý thầy mới ở trong chùa hoài được, chứ không phải quý vị về đây cả ngàn người quý thầy vui, tới chừng quý vị về chùa buồn quá quý thầy cuốn tượng theo quý vị. Không phải. Mà làm chủ chính mình trong tất cả những cái hoàn cảnh đó. Đúng không? Đến đi tâm mình vẫn an, phải không? Mà đến đi bên ngoài mình vẫn là mình, có phải mình là ông chủ không? Mình là ông chủ, đúng không? Còn người ta đến người ta đi, mình vui mình buồn theo cái đến đi đó, thì mình bị gì? Cảnh bên ngoài nó làm chủ, đúng không quý vị? Đó. Thì trong đây cái này rất là hay, rất là sâu sắc đó. Cho nên quý vị thấy ngài Quy Sơn thiền sư đó, ngài có nói tâm an cảnh nhàn chính là cái chỗ này. Tâm mình được an rồi, làm chủ được tất cả các giấy niệm, thì cái cảnh bên ngoài nó sẽ nhàn, là nó an theo. Đúng chưa quý vị? Quý vị thấy nay có cảnh này xung đột, mai có cảnh kia giận hờn, là do đâu? Do tâm người bất an, do tâm chúng ta không dừng được, không làm chủ được những cái suy nghĩ phiền não, những cái suy nghĩ ác bất thiện, mình không làm chủ được nó, nên tạo nên cảnh khổ đau bên ngoài. Đúng không quý vị? Cho đến như vợ chồng xung đột lẫn nhau, cãi lộn lẫn nhau, bắt nguồn từ đâu? Cũng do tâm mình, đúng không quý vị? Ai cũng muốn số 1 hết, đâu ai muốn số 2. Muốn số 1 tôi là đúng mà, cho nên cự cãi. Đúng chưa quý vị? Rồi bạn bè cũng vậy, cự cãi cũng do đâu? Cũng do tâm mình, đúng không quý vị? Đó. Cho nên niệm Phật đem vạn đức hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật vào tâm mình rồi, thì nhất định phiền não rụng rơi dần dần. Đúng không quý Phật tử? Đó. Lúc nãy Pháp Đăng đi từ ngoài sân đi vô, thấy trên tảng đá ghi 4 câu thơ của Hòa Thượng Tông Trưởng. Khi tiếng niệm Di Đà vang vọng trong tâm ta, thì phiền não rơi rụng, là câu cuối là cho Bồ Đề nở hoa. Mình niệm Phật mà cuối cùng là cái gì quý vị? Tâm Bồ Đề nở hoa. Nhớ nha, mình niệm Phật phiền não nó rơi rụng rồi, thì nhất định tâm mình bừng sáng, tâm mình sáng, không còn mờ mịt nữa. Mà không còn mờ mịt nữa thì nhất định thân làm việc lành, miệng nói lời lành, ý nghĩ lành, ăn ngon, ngủ khỏe, sống lâu. Đúng không quý vị? Có tắt thở thì Phật Di Đà đón về Tây Phương luôn. Đúng không quý vị? Sống vật khỏe không? Quý vị tu niệm Phật, hành trì công phu cho nó đắc lực, nhất định gương mặt ai cũng rạng rỡ hết. Khẳng định như vậy, ai cũng đẹp hết. Tại sao như vậy? Tâm mình nó bớt quạo rồi, tâm mình nó bớt nóng rồi, tâm mình nó bớt trách móc rồi, thì có phải gương mặt sáng không? Gương mặt đẹp không quý vị? Đó là chúng ta tu đắc lực là như vậy. Bữa nào quý vị mà quạo, quý vị lấy cái gương soi coi mình đẹp hay là không đẹp. Chừng đó chắc thôi thành gì cũng không biết được, phải không? Bỏ chạy luôn. Đó. Còn đem Phật vào tâm thì mình có học giống Phật rồi, thì tướng mình nó cũng hảo, cũng tốt, cũng đẹp ra. Đúng chưa quý vị? Mà quý vị tu niệm Phật á, quý vị mà tu lâu, ai gần mình ta cũng nhẹ nhàng trong tâm. Tại sao vậy?
ta gần mình, ta cảm thấy an toàn, không bị ông này bà này gạt mình, đúng không quý vị? Quý vị niệm Phật lâu năm, ta gần mình, ta cảm thấy nhẹ. Ông này bà này, cái lửa quả diệm sơn nó bớt rồi, phải không? Gần thấy nó mát mẻ, nó khỏe, đúng chưa quý vị? Đó, cho nên tại sao gần Phật hoặc mình đến các bậc hòa thượng, mình về mình cứ vui hoài, là do đâu? Do tâm tu của tất cả các bậc đó làm cho tâm nó yên, nó an, thì nó lan tỏa cái an đó qua cái môi trường chung quanh, trong đó có mình. Chẳng hạn quý vị vào chùa Hoằng Pháp thì cái môi trường này giúp cho tâm mình dễ bình yên, đúng chưa quý vị? Còn khi rời khỏi chùa Hoằng Pháp lên xe ngồi thì biết bao nhiêu việc nó kéo đến, đúng không? Cho nên nhắc quý vị, trong đây nhớ Phật, niệm Phật, cười tươi rói, thì về nhà cái cười tươi rói này đem vô gia đình giùm quý thầy, chịu không? Đem cái năng lượng, cái tâm tu này lan tỏa đến trong gia đình của mình. Mà nhờ cái niệm Phật này đó, Ngài Tuân Thức nói, dù muốn làm ác nhưng do nhớ Phật nên việc ác không thể thành tựu. Tuyệt vời vô cùng quý vị. Muốn giận người đó, không thèm thấy mặt người đó nữa, mà niệm Phật hoài thì cái tâm giận đó nó còn không? Nó giảm, nó yếu, nó mất rồi. Nên gì? Vui vẻ với nhau như bình thường, tình chị em bạn đạo gắn kết như bình thường, đúng quý vị? Đó, việc ác không thể thành tựu nhờ niệm Phật, phải không quý vị? Thậm chí mình giận người đó, mình trách người kia, mình buồn người nọ, tôi không thèm đi chùa nữa, tôi không thèm đi khóa tu nữa, mà nhờ niệm Phật hoài thì sao? Thôi cuộc đời sống nay chết mai, giận làm chi, trách làm gì, đúng quý vị? Bỏ đi sống cho khỏe, nhớ Phật niệm Phật, sống an vui mới quý, lo về cực lạc còn không kịp nữa kìa, hơi đâu mà giận, đúng không quý vị? Nhớ như vậy bỏ cái giận luôn, phải không? Nhờ niệm Phật mà việc ác không thể thành tựu được. Đó, cho nên quý vị nhớ, người niệm Phật đi tới đâu phải là người hiền, người thiện, người có đạo đức giùm quý thầy, phải không? Người niệm Phật đi tới đâu thì chỗ đó phải lan tỏa sự bình an tới đó. Tại sao như vậy? Niệm Phật thì dừng được các niệm ác, mà dừng được các niệm ác rồi thì bên ngoài việc ác không thành tựu, mà việc thiện nhất định thành tựu. Đó. Rồi kế đến Ngài nói, dù cho khi theo cái niệm ác đó, nhưng tâm vẫn thường hổ thẹn khiêm tốn. Đó, mình niệm Phật rồi, đôi khi mình nghĩ điều xấu, điều ác, mình mắc cỡ, đúng không quý vị? Mình niệm Phật rồi, cái tự nhiên mình giận bạn đạo của mình, mình không ưa bạn đồng tu của mình, thậm chí thầy mình la câu mình cũng giận thầy mình luôn nữa, có không quý vị? Đó, mình cũng biết hổ thẹn, phải không? Mình biết mình đã sai rồi. Đó là nhờ cái chánh niệm nó bừng sáng, cho nên khi những cái gì chưa tốt nó khởi lên trong tâm là chúng ta biết liền, biết dừng lại và biết hổ thẹn, không tiếp tục những cái tâm xấu ác đó nữa. Đó, đôi khi Phật tử làm đệ tử cũng giận thầy mình như thường, có không quý vị? Cũng có đó, phải không? Vô chùa mà bị la thôi là thôi, đôi khi cũng cuốn tượng đi luôn, không thèm đi chùa nữa, phải không quý vị? Đó, thì nhờ cái niệm Phật này nè, thì những cái tâm xấu ác đó chúng ta biết mình đang bị nó dấy khởi, thì biết hổ thẹn. Giống như là trong người
có mùi thơm thì tự nhiên không còn cái mùi hôi thối nữa. Đó. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm chương Bồ Tát Đại Thế Chí niệm Phật Viên Thông có bốn cái từ: hương, quang, trang nghiêm. Là người niệm Phật trang nghiêm thân tâm của mình bằng hương thơm, bằng ánh sáng của cái tâm niệm Phật. Cái tâm niệm Phật dừng được những cái xấu ác của những cái phiền não. Cho nên trang nghiêm thân tâm mình bằng cái hương thơm niệm Phật, bằng ánh sáng thanh tịnh sáng suốt của cái tâm niệm Phật đó. Mà bằng cái hương quang trang nghiêm này, quý vị đi tới đâu thì chỗ đó lan tỏa mùi thơm đức hạnh của người niệm Phật. Quý vị đi tới đâu, nhờ cái sự sáng suốt của cái tâm niệm Phật này xua tan được cái mờ tối, cái mờ mịt của những cái gì xấu ác xung quanh tất cả chúng ta. Chúng ta làm chủ được, biết rõ ràng cái gì tốt nên làm, cái gì xấu thì nên bỏ, nên dừng, nên không có tạo. Thì đó là nhờ cái tâm thanh tịnh niệm Phật của chính mình mà nó có cái công dụng tốt đẹp như vậy. Đó. Thì quý vị thấy, nếu chúng ta siêng tu niệm Phật thì sẽ được cái bình an trong mỗi ngày, trong cuộc sống của tất cả quý Phật tử. Phải không quý vị? Vậy mình nên siêng niệm Phật hay nên lười niệm Phật? Siêng hay lười? À, ở đây nói siêng mà về nhà có siêng không? À, về nhà phải siêng luôn. Chứ không phải ở đây siêng rồi về nhà thôi, cái siêng nó bay về với Phật Di Đà, mình hết siêng rồi thì đáng buồn không quý vị? Đó. Rồi mình khởi cái tâm mong chờ đến khóa tu Phật Thất lần sau mình được tham dự nữa. Phải không quý vị? Khởi cái tâm đó gọi là gì? Căn lành tăng trưởng. Quý vị thường nghe trong đạo có câu căn lành tăng trưởng, phải không? Nghĩa là sao? Quý vị niệm Phật rồi, mình muốn niệm Phật hoài. Tụng kinh rồi, muốn được tụng kinh hoài. Mình đi Phật Thất về, mình trông tới được cái dịp để đi niệm Phật 7 ngày ở chùa Hoằng Pháp nữa. Đó là căn lành tăng trưởng. Mình đi từ thiện về, mình thấy người nghèo, người khổ được vui khi mình phát quà đó, thấy cảnh khổ của họ, mình muốn được đi từ thiện giúp đỡ nữa. Đó là gì? Căn lành tăng trưởng, phải không? Còn ghiền cà phê rồi mong uống nữa thì có phải không? Cái đó là nghiệp ghiền tăng trưởng, phải không quý vị? Ngài Hám Sơn, Ngài cũng dạy giống như Ngài Tuân Thức. Ngài nói, nếu gặp những cảnh giới phiền não, thuận nghịch, mừng giận, tâm bất an, phải cố đề khởi niệm Phật khẩn thiết, ngay đó phiền não liền bị tiêu diệt. Vì mỗi niệm phiền não vốn là gốc khổ của sanh tử, nay dùng niệm Phật để tiêu diệt phiền não, tức là nơi Phật cứu độ khổ não sanh tử. Nếu niệm Phật mà tiêu được phiền não thì có thể cắt đứt sanh tử, chẳng còn pháp nào khác. Niệm Phật cho đến lúc làm chủ được phiền não thì ngay trong mộng cũng tự làm chủ được. Nếu trong mộng tự làm chủ được thì ngay trong lúc bệnh khổ cũng tự chủ được. Nếu trong lúc bệnh hoạn khổ đau tự chủ được thì lúc lâm chung tâm sáng suốt rõ ràng, bèn biết lối đi. Việc này hành không khó, chỉ cần tâm phải tha thiết vì sự sanh tử. Đó, quý vị thấy, niệm Phật tiêu diệt, buông bỏ được phiền não, tức là nơi Phật cứu độ khổ não sanh tử. Vậy Phật Di Đà cứu mình nhiều lần chưa?
Nhiều lần chưa quý vị? Mỗi lần buồn thì gì? Nam Mô A Di Đà Phật. Hết buồn, Phật cứu mình không? Đó, Phật đang cứu mình. Mỗi lần mình suy sụp, đối diện dông bão trong cuộc đời thì gì? Quay về nương tựa nơi Tam Bảo, trong đó có Pháp Bảo là câu gì? Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị niệm Phật, tâm vững chãi trước dông bão của cuộc đời và vượt lên cái dông bão đó, chính là Phật Di Đà đang cứu độ tất cả chúng ta trong cái dòng sanh tử này. Như vậy, lúc quý vị đang niệm Phật là Phật Di Đà đã có mặt cứu độ mình. Đúng không quý vị? Phật Di Đà đang hiện hữu trong tâm mình, độ chúng sanh, đem tất cả phiền não nhờ cái pháp môn niệm Phật đó làm cho chúng ta buông được, nhẹ nhàng được, bình an vững chãi trong giữa cuộc đời này. Đúng không quý vị? Vậy Phật Di Đà có xa hay gần đối với tất cả chúng ta? Gần một bên, đúng không quý vị? Đó, mỗi lần tâm mình niệm Phật là ngay đó Đức Phật Di Đà hiện hữu, đúng không? Tâm nhớ Phật, niệm Phật, ngay đó có Đức Phật. Đức Phật luôn duỗi cánh tay vàng, không quên cái lời nguyện cũ để mà cứu độ tất cả chúng sanh. Buông bỏ được cái phiền não thì Phật đang gần mình, ở trong tâm của mình, ở ngay trước mặt mình. Đúng không quý vị? Đó, ngay trong lúc này mà chúng ta nhớ Phật, niệm Phật, buông được những cái phiền não tham sân si, thì Ngài nói trong lúc mộng, nằm mộng á, mình cũng nhớ Phật, niệm Phật. Quý vị thấy bình thường quý vị niệm Phật thì khi lúc nằm mộng, nằm mơ, gặp người này rượt, người kia rượt, thì quý vị cũng gì? Chợt nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Đúng không quý vị? Tại sao trong mộng mình lại nhớ Phật? Bởi vì bình thường mình có niệm Phật, thì khi nằm mộng mình cũng nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Có nhiều vị bình thường tụng kinh Phổ Môn thì khi trong giấc ngủ họ cũng đang tụng kinh Phổ Môn. Có những trường hợp như vậy, đúng không quý vị? Đó. Mà ngay lúc này quý vị tập được cái đó rồi thì Ngài nói lúc bệnh khổ, cái đau bệnh á, nó đến với mình rồi, mình vẫn gì? Không quên chánh niệm. Đó, quý vị thấy pháp môn niệm Phật bình an khi chúng ta còn khỏe mạnh, đối diện với mọi cảnh khổ vui trong cuộc đời mình vẫn vững chãi. Và gì nữa, ngay lúc đối diện với sanh tử khổ đau là cái giờ phút cuối đời bệnh nặng đó, nhờ niệm Phật này mình cũng sao? Không sợ chết. Tại sao nó không sợ chết? Giống như người rớt xuống sông, xuống biển mà có chiếc phao thì sao? Ôm cái phao đó mà bơi vào bờ. Thì cái phao đó là gì? Chính là cái hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật. Đúng không quý vị? Đức Phật không bỏ chúng sanh, với 48 đại nguyện của Ngài thì bình thường mình cũng có chiếc phao đó, mà lúc sanh tử nó tới rồi càng giữ chặt chiếc phao đó. Đừng sợ, đừng hoảng loạn, đừng buông. Phải không quý vị? Đó, mà có chiếc phao đó rồi thì chúng ta nhất định bình an trong cuối đời của mình. Thay vì lúc đó mình khóc bù lu bù loa, thay vì lúc đó mình rên rỉ, mình la, thì mình đổi thành cái gì quý vị? Nam Mô A Di Đà Phật. Và Ngài nói nữa, khổ đau của cái bệnh mà mình nhớ Phật, niệm Phật được á, thì lúc lâm chung tâm sáng suốt rõ ràng, bèn biết lối đi. Quý vị thấy hạnh phúc chưa? Bình thường Nam Mô A Di Đà Phật, tới cuối đời Nam Mô A Di Đà Phật. Đúng không quý vị?
Khi tắt thở rồi, biết rõ lối đi, Nam Mô A Di Đà Phật. Lối đi đó là lối đi đâu? Đi về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đúng không quý vị? Mà lối đi này, Phật và Thánh chúng đến tiếp dẫn người niệm Phật sanh về cõi Cực Lạc để thành Phật độ chúng sanh. Như vậy thì mình xét người tu niệm Phật ngay lúc sống, ngay lúc bệnh khổ, ngay lúc sắp bỏ thân này và sau khi bỏ thân này, nếu chúng ta hết lòng niệm Phật, đầy đủ tín nguyện hạnh, nếu chúng ta tu đúng pháp thì nhất định những chặng đường chúng ta đối diện, những chặng đường chúng ta đi qua trên cuộc đời này nhất định đều được hai chữ bình an qua pháp môn niệm Phật. Đúng không quý Phật tử? Cái chữ, từ chỗ này mình mới thấy rõ trong Kinh Di Đà không phải bỗng dưng Đức Phật mới nói không thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà nghe được danh hiệu Đức Phật A Di Đà rồi chấp trì danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Không phải ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được như vậy, mà chúng ta tin được, chúng ta tu được, chúng ta miệt mài hành trì trong pháp môn niệm Phật này đều phải đầy đủ ba yếu tố đó: nhiều thiện căn, nhiều phước đức, nhiều nhân duyên. Đúng không quý vị? Ngài Ấn Quang nói đã lên núi báo rồi, đừng trở về tay không. Mình đang vào núi báo rồi đó quý vị. Vào núi báo là gì? Vào cái kho tàng trí tuệ của Đức Phật, trong đó có pháp môn niệm Phật. Vào được rồi thì phải gì? Phải biết lượm châu báu để mà xài. Quý vị chịu lượm chưa? Chịu lượm là sao? Mỗi ngày Nam Mô A Di Đà Phật dùm quý thầy. Lượm cái này xài hoài không hết, phải không? Xài hoài càng tăng trưởng, xài hoài càng mạnh mẽ trong tâm mình, xài hoài càng vững chãi trong cuộc đời, từ đây đến cuối đời. Đúng không quý vị? Còn không biết lượm, không biết xài, uổng không? Uổng. Ngài nói đã vào núi báo, đừng trở về tay không. Đừng đứng đó lo cãi lộn nữa, mà phải làm sao? Phải biết lượm châu báu. Cái đó mà là cái then chốt, phải không? Mà người biết lượm châu báu, người này mới giàu có thật sự, phải không quý vị? Giàu có này không phải là tiền muôn bạc vạn, mà giàu có này là cái sự tinh tấn tu tập của mình. Mà cái tinh tấn này mới là cái gì? Cái giá trị chân thật quý báu của người đệ tử Phật. Mà nhờ cái tinh tấn tu này, tất cả chúng ta đều bình an vững chãi trong cuộc đời này. Nhờ cái tinh tấn niệm Phật này mà tâm mình sáng suốt, không mờ mịt, không bị cảnh trần nhận chìm cái tâm sáng suốt của mình. Nhờ cái tinh tấn này mà tất cả chúng ta siêng làm các việc lành, từ bỏ các điều ác, hộ trì tam bảo, mãi trường tồn ở thế gian này. Mà cũng nhờ cái tinh tấn này, quý vị sẽ có một số vốn để từ ta bà về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tới đó rồi Đức Phật Di Đà cần cái gì để ngày đó? Cần cái tâm tín nguyện và gì? Nhớ Phật, niệm Phật. Từ 1 tới 10 niệm, đúng không quý vị? Là Phật đón về cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên Ngài Hám Sơn, Ngài khẳng định một cái đoạn cuối:
đơn độc nương tựa một câu Phật hiệu, chớ hướng ra ngoài nghĩ ngợi những chuyện khác. Lâu ngày thuần thục, tự nhiên được đại an lạc tự tại, được đại quan hỷ thọ dụng. Bỏ qua pháp môn này, không còn pháp môn thẳng tắc đơn giản nào khác nữa. Đó, quý vị thấy không? Chư Tổ đã khẳng định cho mình, nương tựa một câu Phật hiệu, nương tựa thân tâm mình ở đó, không hướng ra ngoài nghĩ ngợi những chuyện khác. Chẳng hạn mê chơi, mê vui, đủ thứ hết, bỏ tu, đừng có hướng ra những cái đó. Lâu ngày thuần thục là quý vị niệm Phật thuần thục, chưa đến độ thuần thục mà độ ghiền niệm Phật thôi đó, mà cũng có niềm vui pháp trong cái pháp tu này. Quý vị niệm Phật mà đến cái chỗ chữ ghiền thôi nha, khoan nói là chứng được cái này, được cái kia. Thích niệm Phật, có niềm vui trong pháp tu này, thì cái sức mạnh niềm vui của thế gian không còn mạnh mẽ lôi kéo quý vị. Nhất định là vậy. Là tự nhiên quý vị biết quý cái tu hơn quý cái đi chơi. Đúng không quý vị? Quý vị nào có cái công phu thì quý vị sẽ thấy rõ cái này. Cho nên thường nói quý vị, giờ chùa mở niệm Phật, cái ngày đó ta mời quý vị đi du lịch, ta bao hết, quý vị chọn nào? Để coi lúc đó cái tâm tín nguyện hạnh của mình nó tới đâu, thiệt niệm Phật hay là còn ham vui. Lúc đó căng thẳng không quý vị? Căng thẳng đấu tranh dữ lắm, phải không? Bao đi khỏi tốn tiền đó, chừng đó căng thẳng. Nếu mà mình gọi là ghiền niệm Phật nó dễ hiểu đó, thì nhất định quý vị sẽ thẳng tiến trên con đường này, chứ quý vị không chọn cái kia. Nhất định vậy. Mà thẳng tiến trên con đường này đó, thì dần dần sẽ đến cái chỗ an lạc tự tại. Như Ngài Hãm Sơn nói, Ngài dùng cái từ hoan hỷ, mà phía trước cái từ hoan hỷ là gì? Đại hoan hỷ thọ dụng. Quý vị thấy tu Phật nó phải có gì cao quý. Cho nên ngày xưa vua quan bỏ ngôi để đi tu, phải có những cái cao quý hơn thế gian, đúng không? Ngài khẳng định tất cả những cái gì dục lạc thế gian không thể sánh bằng được. Khi mà công phu nó được cái chỗ thuần thục rồi, cái chỗ thành tựu rồi, thì an lạc tự tại, mà phía trước có chữ đại là an lạc tự tại lớn. Hoan hỷ mà có chữ đại là hoan hỷ lớn, niềm vui lớn. Đúng không quý vị? Mình không còn bị cái phiền não nó trói buộc nữa, không bị cái thân sanh tử, cái tâm niệm sanh tử này nó trói mình, nó làm khổ mình nữa. Quý vị nghe các vị mà chứng đắc nói câu sanh như đắp chăn bông, tử như cởi áo hạ, nghe khỏe không quý vị? Tu mà sống chết cách tự tại như vậy rất là khỏe. Hoặc đối với Tịnh Độ Tông thì nghe cái gì? Tự tại vãng sanh, biết trước ngày giờ như vào thiền định. Khỏe không quý vị? Chứ không phải nằm đó mà rên. Cho nên tất cả chúng ta có tu, có hành trì đúng pháp, có niệm Phật đúng pháp, thì an vui, bình an đối với tất cả hành giả, người tu niệm Phật ngay trong lúc này, ngay trong cuộc đời này, và ngay trong lúc đối diện sanh tử, bệnh đau, chúng ta vẫn được cái chỗ nương tựa. Đó là sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Mà ngay trong lúc bệnh đau này, chúng ta không mờ mịt với cái pháp tu này, không mờ mịt với cái chánh niệm niệm Phật này,
thì nhất định Đức Phật A Di Đà, Bồ Tát Thánh chúng duỗi cánh tay vàng tiếp dẫn vãng sanh cực lạc thế giới. Mà ngài Hám Sơn gọi là gì? Bèn biết lối đi. Khỏe không quý Phật tử? Thì hôm nay nói rõ ràng như vậy rồi, thì quý thầy rất là mong tất cả quý Phật tử ngồi đây ai nấy cũng đều được niệm Phật bình an trong cuộc đời của mình. Và tất cả quý Phật tử đều được bốn cái chữ mà như Hòa Thượng Vạn Đức thường nhắc hành giả niệm Phật là tinh tấn vững bền. Nhớ bốn chữ đó. Làm theo bốn chữ đó là chúng ta đạo đời đều thành công hết. Thôi tới đây nghỉ. Nam mô A Di Đà Phật.